Tăng thân gọi đạo hữu chân hiện quán Nguyễn Trung Quân. Nhân tâm kính lễ Bụt Pháp và Tăng Thượng trụ trong mười phương. Nhân tâm kính lễ Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nhân tâm kính lễ Tôn giả Thượng Thủ Ma Ha Ca Diếp. Nhân tâm kính lễ Tôn giả Đại Trí Trưởng Lão Xá Lợi Phất. Kính bạch sư ông, con xin cung kính trình lên Bụt, chư tổ và sư ông bài kệ. Đang nhìn vầng mây nổi, thoáng thấy hạt mưa bay. Cửa tùng dù khép mở,
nguyện ngồi dưới cội mai. Đây là bài kệ thiên giải của đạo hữu Chân Hiền Quảng Nguyễn Trung Quân. Đang nhìn vầng mây nổi, thoáng thấy hạt mưa bay. Cửa tùng dù khép mở, nguyện ngồi dưới cội mai. Looking at the floating cloud, I suddenly see a falling raindrop. Whether the pine gate is open or closed, I vow to sit under the feet, at the foot of the plum tree. Tức là đạo hữu Chân Hiền Quảng nói rằng cửa dù có đóng hay có mở, em quyết tâm ngồi dưới gốc cội mai, giống như cội Bồ Đề, không có rời cội mai nữa. Ngày xưa có cội Bồ Đề, bây giờ có cội mai, lão mai. Lão mai mình có thể chẻ ra để làm trà rất là ngon, gọi là hồng mai, trà hồng mai. Đang nhìn vầng mây nổi, chỉ có vầng mây thôi, nhưng mà khi mình nhìn nó thì mình thấy được hạt mưa, thấy được cái nó chưa biểu hiện, nhưng mà chắc chắn nó sẽ biểu hiện. Đó là quán chiếu giỏi, đó là cái bản chất của quán chiếu. Mình nhìn phải nhìn cho sâu, và mình thấy được những cái gì mà người không quán chiếu không có thể thấy được. Cửa tùng dù khép mở, thầy trụ trì đóng cửa hay là mở cửa, thì mình cũng quyết tâm ngồi dưới cội mai. Cội mai chỗ nào cũng là cội mai hết, chứ không phải là chỉ lên độc uyển mới có cội mai, khỏi tốn tiền xăng. Đạo hữu Chân Hiền Quảng bài kệ này được lắm, chư tổ đã chấp nhận cho đạo hữu. Thầy trụ trì để dễ thương, thầy luôn luôn mở cửa. Thầy Pháp Dung quá dễ thương. Sẽ có trung chính cũng vậy. Đây là bài kệ trường đăng cho đạo hữu Chân Hiền Quảng Nguyễn Trung Quân trong Đại Giới Đàn Lâm Tế do Viện Cao Đẳng Phật Học Đạo Tràng Mai Thôn tổ chức tại Thư viện Lộc Uyển từ ngày 7 tới ngày 14 tháng 2 năm 2004. Phút giây hiện tại vừa tham quán, trăng thu đã dọi sáng bên thềm, bài hát bán môn tuôn bất tuyệt, vườn xưa đào lý nở trang nghiêm. Thầy Trường Đăng, Trần Quang Nhất Hạnh, thế hệ thứ 42 Tông Lâm Tế và thế hệ thứ 8 Phái Giáo Quán. Phúc giây hiện tại vừa tham quán, trong câu này có chữ hiện và chữ quán. Phúc giây hiện tại vừa tham quán, vừa mới để tâm vào giây phút hiện tại, thì tự nhiên nó xảy ra cái chuyện trăng thu đã dọi sáng bên thềm. Trăng thu đã dọi sáng bên thềm từ lâu rồi, nhưng mà tại vì mình chưa trở về giây phút hiện tại để tham quán, thành nó có cũng như là nó chưa có. Bởi vì vậy cho nên hai câu này nó có nghĩa là khi mình vừa trở về tham quán và phút giây hiện tại thì có những màu nhiệm của sự sống nó hiện bày liền lập tức. Phút giây hiện tại vừa tham quán, trăng thu đã dọi sáng bên thềm. Và hơn nữa, không những mình thấy được ánh trăng bên thềm, mình còn nghe được
bài hát Bát Môn tuôn bất tuyệt, tiếng hát chưa bao giờ ngưng trong cái ultimate dimension, trong cái bản môn tiếng hát của mọi của hiện hữu màu nhiệm chưa bao giờ ngưng hết. Lỗ tai của mình chưa nghe là tại vì mình chưa trở về giây phút hiện tại. Mình thấy được trăng thu và mình nghe được bài hát Bát Môn của Chân Như. Và mình thấy rằng cuộc đời rất là đẹp. Vườn xưa đào lý nở trang nghiệp. Vườn xưa tức là cơ nghiệp của tổ tiên. Để lại cho mình. Thì những cái đào, cái lý mà tổ tiên để lại, nó vẫn còn. Mình có bổn phận phải chăm sóc những cái đào, cái lý đó của tổ tiên để lại, để cho cái vườn xưa được xanh tốt và mình có thể trao truyền lại cho những cái thế hệ tương lai. Đó là sứ mạng của mình trong khi thực tập. Đây là ý chí của vị Bồ Tát trong Đại Thừa. Mình thực tập không phải là chỉ cho riêng cho cái bản thân của mình, mà còn để cho đất nước, để cho cái thế hệ tương lai. Một cái khu vườn tổ tiên để lại rất là quý giá. Và biết bao nhiêu cây đào, cây lý đã được trồng ở đó. Bây giờ mình phải có cái khả năng trở lại cái khu vườn đó, làm cho xanh tốt như ngày xưa và trao truyền nó lại cho những thế hệ tương lai. Đây là cái lời nhắn nhủ của chư vị tổ sư. Phút giây hiện tại vừa tham quán, trăng thu đã dọi sáng bên thềm. Bài hát Bát Môn tuôn bất tuyệt, vườn xưa đạo lý nở trang nghiêm. Đạo hữu chân hiền quán xin chắp tay để tiếp nhận bài kệ của chư tổ. Phút giây hiện tại vừa tham quán, trăng thu đã dọi sáng bên thềm. Bài hát Bát Môn tuyên bất tuyệt, vườn xưa đạo lý nở trang nghiêm. Phổ môn vọng tiếng triều dân bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen. Cam lồ một giọt rưới lên xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Nam mô Bồ Tát lắng nghe Quan Thế Âm. Đây là cái đèn của tuệ giác, của tình thương, của những pháp môn mầu nhiệm của Đức Thế Tôn trao lại cho các thế hệ tổ sư. Và bây giờ Thầy có hân hạnh được trao lại cho Đạo Hữu Chân Hiền Quán. Đây là chứng tích của tình thương và niềm tin cậy của Bồ Tát và của Tăng Thân.
Tà hữu sẽ nuôi dưỡng cái đèn này bằng cái sự thực tập hàng ngày của mình. Thương yêu đùm bọc gia đình mình, thương yêu đùm bọc cái thế hệ tuổi trẻ ở ngoài này và ở trong nước. Tất cả những gì mình làm được cho người trẻ bên này đều có ảnh hưởng tốt về trong nước. Tất cả những gì mà mình làm được cho người trẻ trong nước sẽ có ảnh hưởng tốt cho người trẻ bên này và sự thương tức. Và cái đèn này để nhắc nhở mỗi ngày là một cơ hội để cho chúng ta có thể đem cái hiểu và cái thương mà phụng sự cho quê hương, cho đất nước, cho nhân loại. Nhất tâm kính lễ tôn giả đại hiểu ma ha mục kiến liên. Trước mặt chư tôn đức,
con không dám nói pháp. Con chỉ xin chia sẻ một ít kinh nghiệm về học Phật qua thi kệ để dẫn tới điều mà con viết trong hai câu kệ cuối cùng: cửa tùng dù khép mở, ngồi dưới cội mai, để trình lên sư ông. Kính thưa chư tôn đức, thưa đại chúng, thi là thơ, kệ là những bài thơ ngắn mang lời dạy của Đức Bổn Sư hay chư liệt tổ để cho chúng ta thực hành đạo pháp. Con có cái duyên sanh ở nước Việt Nam, là một dân tộc rất yêu thơ, lại được huấn luyện trong việc học văn chương, cho nên con coi cái căn cơ con là đi học văn thơ để đọc kệ và hiểu đạo một chút nào đó. Nhà sư ông con có giảng rõ ngay từ trong những cái chuyện buồn như chuyện Kiều của Việt Nam, mang cái tựa đề là Đoạn Trường Tân Thanh, tiếng kêu mới đứt ruột. Nhưng nếu chúng ta biết quán chiếu nhìn nó một cách rõ ràng thì chúng ta cũng có thể mở một bè lao rước người được và rước mình được. Chư tổ có những lời kệ rất là cụ thể để dạy chúng ta. Còn hôm nay vì thì giờ con không dám nhắc lại những cái bài kệ rất là nổi tiếng của những vị thiền sư, tổ sư Việt Nam như Tứ Sơn Kệ của Đức Trần Thái Tôn, Xuân Vãn của Đức Điều Ngữ Giác Hoàng, hay là bài kệ Trả Lời Vua Trần Vũ Tôn của thiền sư Hương Hải. Nhãn quá trường không ảnh tầm hàng thủy, nhãn vô di tích chí, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Đó là bài giải rất là cụ thể để chúng ta trở lại tâm mình. Con dẫn những lời kệ đó, nhưng có thấy có những bài thơ mà làm với tất cả tấm lòng từ bi của mình, nó cũng trở nên một bài kệ. Con xin đọc cho quý vị một đoạn, một trong một bài thơ của một vị thiền sư. Con có vị thiền sư đang ở Việt Nam, thiền sư Tuệ Sĩ. Con nghĩ là những bậc Bồ Tát thường có cái nhìn giống với nhau. Nhạc sĩ Lê Thương đâu có biết là thiền sư Nhất Hạnh đã mở một cái chương trình Máu Chảy Ruột Mềm, nhưng ông vẫn viết Biển Sâu Giống Tốt. Thiền sư Tuệ Sĩ đâu có biết nhạc sĩ Lê Thương viết bài Biển Sâu Giống Tốt, nhưng trong cái nỗi đau khổ cùng cực của dân tộc, ông đã viết bài Tôi Vẫn Đợi. Ở đây con không có thời giờ, con chỉ trích một đoạn. Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ, quên những người xuôi ngược Thái Bình Dương. Người ở lại với bàn tay bảo chúa, cộng lao gầy, triệu ngọn ánh tà dương. Rồi ngước mắt ngục tù thân bé bỏng, ngón tay nào gõ nhịp xuống thềm rêu, rồi khép chặt hàng mi vào cõi mộng, như sương mai, như nắng chớp mây chiều, như ánh chớp mây chiều. Đoạn trên của bài thơ giống như sư ông con đã dạy, đó là nhìn một cách từ bi vào cái nỗi thống khổ cùng cực của dân tộc trong một giai đoạn có thể gọi là bi thương nhất của lịch sử Việt Nam, nhưng nằm trong tù, lãnh án tử hình. Thiền sư Tuệ Sĩ đã nói lên được là muốn cho mình quên đi cái tiếng sống, quên đi được những người còn ở lại phải chịu đau thương,
Nhưng trong ngục tù Ngài có làm gì hơn được? Những ngón tay chỉ giỏ nghiệp xuống thềm rêu. Nhưng trong đoạn cuối của câu thơ, rồi khép chặt hàng mi vào cõi mộng, như sương mai, như nắng chớp mây chiều, như ánh chớp mây chiều. Thưa quý vị, tu đạo Phật đến nơi đến chốn, các ngài có thể nhìn sanh tử như không? Các ngài nhìn cái án tử hình đó bằng cái ánh sáng của kim cương kinh, chặt đứt phiền não và đau khổ. Đó là cái đại hùng, đại lực, đại từ bi gồm cả trong những câu thơ con dẫn. Và nếu chúng ta học được điều đó, con nghĩ có thể làm được cái từ bi của quý ngài đã làm. Con xin trở lại thơ của thầy con. Có bài thơ làm cho con bối rối. Con từng theo thơ của thầy con từ bướm bay giường cải qua vàng, cho đến khi theo bước chân thầy tìm Thế Tôn, và xúc động theo thầy đi tìm con của thầy. Nhưng con bài thơ rất ngắn, mà con coi như là một công án. Thưa con, đôi khi con muốn hỏi thầy, như là một thi sĩ, thì trong bài thơ khác thầy có dạy, xin đừng nghe lời thi sĩ. Còn muốn hỏi như hỏi một vị thiền sư, thì con vẫn e ngại là thầy bảo anh Quân ra đằng sau chỗ cốc của thầy dòm mấy cái tùng coi nó có đẹp hay không. Cho nên con vẫn mang cái đó như một công án cho đến hôm nay. Khi mà đọc thơ của thầy thì con bị bí, con thường là cái chúng thử tìm dấu chân trên cát của Sư Cô Chân Không. Nhưng ngặt nổi trong cái bài thơ Đại Trượng Phu có minh họa rất đẹp ở trong cái cuốn của cô Chân Không, thì cô chỉ nói là cô thích nhất bài thơ đó trong cái cuốn tiếng đọc của loài chim. Cái hai bài dịch tiếng Pháp và tiếng Anh, nhưng cô không nói cái nguyên nhân nào thầy viết ra. Con đọc lại bài thơ Đại Trưởng Phu. Cửa tùng đôi cánh khép, một mũi tên, một mũi tên. Con xin lỗi, con quên ngang cái chỗ này. Nó là cái công án kéo dài quá. Một mũi tên sáng loáng lìa dây cung, lao vút tới, mặt trời nổ tung, đầy sân hoa cam rụng, phản phất ánh vô cùng. Đến vào phim diễn thi ca mà nói, hai câu thơ có hai đoạn của bài thơ có cái điều nghịch lý. Một đoạn mạnh như vũ bão, một đoạn mạnh nhẹ nhàng và êm dịu. Thưa thầy, con đã cho phép bói kiều ở đầu năm, thì con xin phép sư ông cho con bói thơ để học đạo ở chỗ này. Con nghĩ rằng đoạn đầu của bài thơ nêu lên được cái hình ảnh của người đi tu. Bởi vì trong những danh hiệu của Đức Phật có một danh hiệu là Điều Ngự Trưởng Phu, tựa cái bài thơ là Đại Trưởng Phu. Khi cửa tùng đã khép rồi thì người đi tu như một cái mũi tên lớn bắn tới và làm nổ tung mặt trời kinh thiên động địa như vậy. Nhưng có nổ tung cách nào chăng nữa thì ngoài kia nắng vẫn đẹp, hình ảnh những em đẹp, đầy sân hoa cam rụng, phản phất ánh vô cùng. Có coi đó là một lời nhắn. Bài thơ in trong cái tập thơ của thầy xuất bản ở Sài Gòn hồi năm 1967, thì có thể là thầy đã viết trên dưới 40 năm. Con coi đó như lời nhắn, một lời nhắn như người tu, cho người tu, tức là người con coi là trong cửa tục, và cũng như những người không tu cư sĩ như chúng con, những kẻ ở ngoài cửa tục. Những vị ở trong cửa tùng là một cái tiếng nổ vang trời đất, có nhiệm vụ cứu nhân độ thế. Và thầy con có nhắn ở giới đàn này, thầy đã làm rồi.
sứ mạng còn để lại cho tuổi trẻ Việt Nam là phải đem kiến thức về cho đất nước, và là những người còn lại phải làm gì cho đất nước. Con tin tưởng là những mũi tên ở dưới quyền của thầy con và chư Tôn Đức đã bắn ra, đã làm những cái điều tốt đẹp cho đạo và cứu đời. Nhưng rồi thì vẫn đầy sân hoa cam rụng, phản phất cánh vô cùng. Con nhớ một bài kệ khác của sư ông: ta vẫn còn đi đứng thông dong, có chăng còn mất chẳng băn khoăn. Bước chân con cứ về thanh thoảng, không tròn không khuyết vầng trăng. Con xin hứa với thầy hôm nay, nếu con đoán đúng ý thầy trong bài thơ đó, thì con nghĩ là các thầy cô học trò của thầy đã làm mũi tên lớn và sẽ tạo những điều kiện lớn cho đất nước và tuổi trẻ. Cái thông điệp của thầy đối với tuổi trẻ chúng con xin mang: tuổi trẻ ở đây, chúng con đã đền ơn đất nước cưu mang chúng con, thầy đã làm tất cả cái niềm an lạc, những nơi thầy đem đến cái niềm vui, đó là một sự đền ơn lớn đối với những đất nước ưu mang chúng ta. Những cư sĩ chúng con đã cho con cái của chúng con đem trí tuệ phục vụ cho nơi nó ở. Nhưng con hứa với thầy là chúng con sẽ kêu gọi tuổi trẻ ở đây như thầy dạy con khi nãy, và tuổi trẻ ở quê nhà, họ có trách nhiệm với tổ quốc họ. Và trách nhiệm đó, ngoài sự báo đền ơn nghĩa bắt chước sư ông, báo đền ơn nghĩa cho nơi mình cư ngụ, đó cư mang mình, còn một sứ mạng vô cùng lớn lao của họ đối với đất nước, là bởi vì họ có sứ mạng đối với tổ quốc họ. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Trì thiện kinh tam diệu đạo thâm đức mô ni đệ.